Một ạ. Ester ethyl formate thì có công thức là gì ạ? Ester ethyl ethyl formate ạ. Nào. Ester ethyl formate, có bạn hỏi là sinh nhật của thầy là ngày tháng năm nào? Sinh nhật của thầy là ngày tháng năm nào? Tí nữa chúng ta giải cái đề này chúng ta sẽ biết. Ester ethyl formate, formate là HCO đúng không? Ethyl nó sẽ là HCOCH5. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu này quá dễ dàng đúng không các em? Câu này quá dễ dàng luôn. Đấy. Câu số 2 ạ. Chất béo là triester của axit béo với anh nào ạ? Câu số 2 ạ. Đây là những cái câu khởi động thôi. Đây là những câu khởi động nó rất là dễ thôi. Để chúng ta bắt đầu chạy đà, chúng ta vào những cái câu nó khoai khoai, khó khó hơn một chút. Và với là năm nay là một cái chương trình mới, nên là thầy nghĩ rằng là đề chúng ta sẽ không quá khó đâu. Nên là các bạn hãy nhiệt tình comment đáp án lên để chiến đấu, để chiến thắng cùng với Vinh nhá. Nào, câu số 2 ạ. Chất béo là triester của axit béo với anh nào? Thì với anh glycerol đúng không? Quá dễ dàng rồi. Đấy, tuyên dương thì mình xin tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D nhá. Thì mình xin tuyên dương tới tất cả các bạn đã chọn đáp án D. Nào, câu số 3. Câu số 3 nào. Câu số 3 các bạn cùng chọn đáp án thì mình coi nào. Câu số 3. Trong thành phần của xà phòng của chất giặt rửa thì thường có một số ester. Vai trò của ester này là. Đấy, cái này liên quan đến chất giặt rửa. Và các bạn phải chú ý nhé, là cái phần chương trình về chất giặt rửa là phần chương trình mới toanh nhá, là phần chương trình mới toanh. Và đặc trưng chỉ có chương trình sách giáo khoa mới mới có. Thế nên chính vì vậy nên các bạn phải nghĩ rằng năm nay cái phần này sẽ có rất nhiều trong các để hiểu các em. Nhưng mà thực ra nó rất là thực tế đúng không ạ? Nào, ta sẽ có trong thành phần của xà phòng và chất giặt rửa thì thường có một số ester, vai trò của các ester này là. Thì mình đang nhìn thấy có khá nhiều bạn là chọn đáp án B, và đáp án chính xác của chúng ta cũng chính là đáp án B bò kem nhá. Đáp án chính xác của chúng ta cũng chính là đáp án B bò. Ok, thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh và comment đáp án. Thì mình rất là mong muốn tất cả bạn và các em comment đáp án thật nhiều nữa và thả thật bắn thật nhiều tim cho thầy Minh nhá. Thank you tất cả các bạn và các em. Chúng ta làm tiếp sang câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Cho một cái anh ester, cho một cái anh ester có công thức cấu tạo thì tên gọi của anh ester này là gì ạ? Cho một anh ester, tên gọi anh ester là gì? Đây, methyl gì các em nhỉ? Methyl gì các em nhỉ? Anh này là methyl gì đấy? Methyl gì? Methyl meth methyl acrylate đúng không? Methyl methyl acrylate. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án B. Thế mình cảm ơn bạn Đạt Nguyễn nha. Bạn đã khen thầy đẹp trai quá. Thực ra thầy nhàu nhiều rồi. Từ hồi lấy vợ đến giờ là nhàu nhiều rồi. Câu số 5 ạ. Câu số 5 là một câu cực kỳ hay. Không biết rằng là tất cả các bạn đã và đang theo dõi cái buổi học này của thầy Minh, thì các bạn thường tìm đồng phân bằng cách nào ạ? Các bạn thường tìm đồng phân bằng cách nào? Đấy. Như thầy Minh dạy ạ, thì thường học sinh thầy Minh thì tìm đồng phân nhanh lắm và nó chính xác. Thế nhưng mà có nhiều bạn đến học muộn với thầy Minh ấy, thì các bạn ấy thường là, hoặc là các bạn ấy tìm đồng phân theo phương pháp là viết hết ra nhỉ. Ở đây có bao nhiêu bạn mà viết hết, đây này có bạn này, có bạn viết hết từng dạng đây này. Đấy, viết ngay này, có bạn viết hết từng dạng này. Đây, có bạn sử dụng công thức nhỉ. Có bạn thì làm nhiều thì nhớ, đúng không? Thế thì ngày hôm nay thì mình hướng dẫn cho bạn một cái phương pháp cực kỳ kinh khủng, đặc trưng của thầy Minh. Đấy, đây này các bạn biết rồi này. 345248 chính xác luôn. 345248. Phương pháp này cực kỳ cực khủng, đặc trưng chỉ có của thầy Minh có thôi. Và thầy hướng dẫn các bạn nhé, các bạn quan sát ạ. C4H8O2 này, chúng ta nhìn đây là đồng phân đơn chức đúng không? Vậy nó sẽ có dạng là R1COOR2. Đúng không ạ? Ta có điều kiện của R1 là lớn bằng 0 do mình có thể là có đầu HCOO. R2 thì lớn bằng 1 do bắt buộc nó phải đầu này phải lớn hơn 1C thì nó mới là ester. Vậy ta sẽ có là R1 cộng với lại R2 bằng 3 đúng không ạ? Ta phân tích 3 thành tổng các số hạng thì theo điều kiện đã có 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn tại đây ta sẽ có này, các bạn nhìn này, các bạn nghe kỹ nhá, tuyệt chiêu thầy mình nhá. 3 4 5 2 4 8 nhá. Vậy 3 này có 2. Ok chưa? Còn 0 1 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. Dưới thì cộng, trên thì nhân. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1.
2 cộng 1 cộng 1 à, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy ta tổng cộng có 4 đồng phần. Nhanh chưa các em? Nhanh chưa nào các em? Nhanh chưa? Xịn chưa? VIP Pro chưa? Đấy, đây là một cái phương pháp mà do thầy Minh sáng tạo ra. Tên của nó là 345248 nhá. Thank you tất cả các bạn và các em. Đấy, đây là một tuyệt chiêu kích. Câu số 6, chất nào sau đây có thành phần chính là triester của glycerol và axit béo? Câu này nhiều bạn nhầm này. Câu này nhìn rất rất nhiều bạn nhầm. Giấm ăn là CH3COOH nhá, bỏ ạ. Được chưa? Dầu bôi trơn, dầu bơ bôi trơn ấy nó là hydrocarbon. Không biết các bạn có hay dùng dầu bôi trơn không? Chứ thầy Minh thì ngày xưa hồi cấp 3 thì Minh dùng rất nhiều luôn. Này nhưng đừng đứa nào nghĩ lệch lạc nhá. Ngày xưa thời cấp 3 thì Minh phải đạp xe đi học đến trường cấp 3, Trung học phổ thông Bắc Đông Quan, cách nhà thầy Minh 7 cây. 7 km thì nhiều lúc cái dây xích ấy lâu ngày nó không được tra dầu mỡ, nó bị kêu. Thế là đi qua mấy em xinh xinh ấy, nó cứ lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc, như tiếng tim của mình đập ấy, thổn thức. Thế nên là phải dùng cái dầu bôi trơn này để bôi vào cái dây xích. Thì cái dầu bôi trơn này xin thưa với các em, nó không phải là chất béo nhá, mà nó càng không phải là triester của glycerol với axit béo. Mà dầu bôi trơn này chúng ta còn được ra các bác sửa xe, các bác còn gọi đó là mỡ bò. Nhưng thực ra không phải là từ mỡ con bò, mà nó là các hydrocarbon có số C lớn hay là có số carbon lớn nhá. Nên dầu bôi trơn cũng không phải là, không phải có thành phần chính là triester của glycerol với axit béo. Tinh dầu chuối càng không, đúng không? Chắc thầy nghĩ là chắc nhiều bạn dùng tinh dầu chuối đấy để đỡ vã. Rồi, vậy chuẩn ở đây chúng ta phải là gì ạ? Chuẩn ở đây chúng ta phải là dầu lạc các em nhá. Ok ạ, dầu lạc ạ. Ok ạ, Vũ Lạc Minh ạ. Rồi, nào tiếp tục ạ. Câu số 7 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu số 7 ạ. Các bạn có comment đáp án thật nhanh câu số 7 nào. Câu số 7 ạ, phải thật nhanh ạ. Các bạn biết tại sao là Minh Mia Liên không? Tại vì thầy Minh có một tôn chỉ trong dạy học, đó là các em, thầy Minh sẽ giúp cho các em sai thật nhiều cùng với thầy Minh. Khi mà các em sai đủ 10.000 lần ấy, thì các em sẽ trở thành thiên tài. Đấy, đấy là tôn chỉ trong việc dạy của thầy Minh. Nên thầy Minh rất mong muốn là các bạn phải comment thật nhanh. Câu số 7 ạ, phát biểu nào sau đây là sai ạ? Isoamin acetate thì có mùi chuối chín. Isoamin acetate thì có mùi chuối chín. Cái này đúng đúng không? Ethyl acetate tan nhiều trong nước. Ester thì có anh nào tan trong nước đâu các em. Đúng không? Ester thì có anh nào tan trong nước đâu. Thế mà có bạn, bạn ấy vẫn chọn được C đấy. Thế mà có bạn vẫn chọn được C đấy. Sai là gì các em? Sai là B. Ethyl acetate mà tan được nhiều trong nước, đúng không? Tan ít hoặc có thằng còn không tan nhá. Còn phân tử methyl acetate có một liên kết pi thì viết cho bạn nhìn này, C này nối đôi O này, O này CH3. Đấy, hôm nay thì mình đã gỡ gạc lại cho các em một lần. Thầy nghĩ rằng là cái chỗ này sai là nhiều bạn sai lắm, bởi vì bạn quên mất là ở bên trong cái thằng COO ấy có một pi CO. Thế mình nghĩ rằng là rất nhiều bạn bị quên như vậy. Nhưng may mắn cho các bạn là hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta có duyên học cùng với nhau, chúng ta được coi live của thầy. Và thầy mình tin chắc chắn rằng là khi mà các bạn được thầy mình nhắc như này thì các bạn sẽ không bị sai nữa, đúng không ạ? Nào, mình sang câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Vì sao chất giặt rửa tổng hợp lại được sử dụng phổ biến hơn xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên? Đây là một câu thực tế rất hay. Và thầy mình rất là mong muốn và đang rất là hóng chờ đợi các bạn cùng comment đáp án cùng thầy mình ạ. Thì mình đang thấy có khá nhiều bạn chọn đáp án B. Chưa thấy một đáp án A hay đáp án C nào hiện lên ở trên màn hình của chúng ta. Và không biết đây là đáp án nào đấy ạ. À, câu 8 ạ. Câu 8 ạ. Chốt thôi các em nhỉ. Chốt thôi. Gì ạ? Vì sao chất giặt rửa tổng hợp được sử dụng phổ biến hơn xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên? Thứ nhất, nó rẻ. Đúng không? Thứ hai, nó sử dụng được với nước cứng. Bởi vì đa số nước tồn tại trên cái thế giới này, trừ nước tiểu của khủng long, thì đều là nước cứng nhá. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Thế nước cứng là nước mà sắp tới đây ở phần vô cơ các bạn sẽ được học. Nước cứng là nước mà chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+, đúng không ạ? Câu số 9 ạ. Câu số 9 cũng là một trong số những cái phần
mà rất rất nhiều bạn học sinh lớp 12 cảm giác cái lo lắng, run sợ. Đúng không? Thế nó đúng chứng chứng tim đen rồi cái gì? Bởi vì đây nó liên quan đến độ nhiệt độ sôi. Nếu mà nói chuẩn ra mà đi so sánh nhiệt độ sôi ấy, thì chúng ta phải so sánh từ gì? Liên kết hydrogen. Xong rồi tương tác van der Waals. Eo ơi, những cái đại học từ lớp 10. Còn bạn nào nhớ? Nào còn bạn nào nhớ không? Giơ tay đi. Còn bạn nào nhớ? Thầy nghĩ là chẳng ai còn nhớ. Nhưng mà chúng ta chỉ cần áp dụng cái skill này thôi. Nếu so sánh nhiệt độ sôi thì anh Esther lúc nào cũng phải nhỏ hơn anh alcohol. Và alcohol thì lúc nào cũng phải nhỏ hơn anh acid. Thế là xong nha. Thế là xong xẻng luôn. Ấm luôn. Và chúng ta sẽ chọn được đáp án nào các em nhỉ? Esther là nhỏ nhất, vậy là 2 là nhỏ nhất. Rồi đến alcohol là 3, rồi đến acid là 1, vậy là 2 3 1. Và thì Minh Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án câu 9, đáp án C. Và câu 9 đáp án C là đáp án chính xác nhất của chúng ta. Được không ạ? Nào chúng ta sang tiếp tục câu số 10. Vừa nãy có bạn comment là em sử dụng công thức giải nhanh để tìm bằng phân được không? Thì kính mong bạn ấy sẽ áp dụng giúp thầy Minh cái công thức giải nhanh đấy vào trong cái câu 10 này của thầy và comment cho thầy đáp án xem đó có phải là đáp án chính xác không ạ. Còn nếu mà không đúng được thì tất cả hãy cùng nhìn vào cái tuyệt chiêu skill cân bằng siêu nhanh này của thầy Minh nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nhìn kỹ này. Anh này ta có R1 cộng R2 bằng mấy? R1 cộng R2 bằng 4 đúng không các em? Ta có này 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Đúng không ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có 4, 3 có 2, 3 có 2. Còn 0, 1, 2. Như thế mình đã nói có 1, 1, 1. 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng 9. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Thế mình xin chúc mừng tất cả các bạn đã chọn câu 10 đáp án D các em nhá. Và bây giờ các bạn đã nhìn thấy cái ưu việt của phương pháp này của thầy Minh rồi. Đây là phương pháp do thầy Minh nghĩ ra. Đây là một cái ưu việt cực kỳ kinh khủng. Câu số 11 ạ. Triester của glycerol với gốc axit nào sau đây là chất béo ạ? Triester của glycerol với gốc axit nào thì nó là nó phải đi từ axit béo đúng không? Oleic acid đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Nào câu 12 ạ. Câu 12 các bạn cùng comment đáp án câu 12 nào. Câu 12 ạ, các bạn cùng comment đáp án câu 12 với thầy Minh nhá. Comment đi ạ. Comment phải thật nhanh. Nào các bạn comment đáp án câu 12 đi. 12 đáp án gì ạ? Rồi. 12 của chúng ta đáp án chính xác đó là đáp án gì ạ? 12 của chúng ta đáp án chính xác đó là đáp án gì ạ? Các bạn cùng comment đáp án thì mình coi nào. 12 ạ. 12 ạ, đáp án chính xác của chúng ta đáp án gì? Nào 12 ạ, đáp án chính xác của chúng ta đáp án gì? Nhanh tay. Rồi, Tuyên Dương tất cả bạn và các em có rất rất nhiều bạn. Có rất rất nhiều bạn đã và đang comment đáp án. Các bạn đang phân vân đấy. Có bạn thì đáp án B, có đa bạn thì đáp án C, có bạn thì đáp án A, B, C, D. Ôi dồi ôi, nhiều quá nhỉ. Không biết bạn nào chọn đáp án đúng đây. Cứ mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ comment đi kìa. Mạnh mẽ comment đi. Nào 12 đáp án gì ạ? 12 đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là không đúng về hợp chất trên dưới đây? Thầy nghĩ rằng đây là một câu rất là lạ. Vẽ rằng đi đây đa số các bạn bị hoảng sợ, các bạn kinh thôi. Chứ thực ra nó là gốc COO rồi. Được chưa? Nó là triester rồi nhá. Không có gì đáng lo ngại cả. Thế thứ hai chúng ta nhìn thấy là có 3 cái gốc axit béo của nó. Thì các bạn nhìn để thầy gợi ý để cho các bạn làm được. 3 cái gốc axit béo này của nó là 3 cái gốc gì? 3 cái gốc axit béo của nó là 3 cái gốc axit béo không no, đúng không? Và bởi vì nó là 3 cái gốc axit béo không no nên dẫn tới nào, chúng ta đã được học được gì ạ? Chất béo rắn thì sao mà chất béo lỏng thì sao? Chất béo rắn thì thành phần chủ yếu
của chất béo rắn là gồm các gì ạ? Được tạo bởi từ các gốc axit no. Đúng không? Các gốc axit no thì nó sẽ tạo thành là cái chất béo rắn. Thế còn các gốc axit béo không no thì nó sẽ tạo thành anh chất béo lỏng. Vì vậy này, tồn tại ở thể rắn ở nhiệt độ phòng là sai chưa? Không đúng. Tồn tại thể rắn ở nhiệt độ phòng là sai. Nó phải tồn tại ở thể gì ạ? Nó phải tồn tại ở thể lỏng các em nhá. Nó phải tồn tại ở thể lỏng. Và đáp án chính xác câu 12, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Ok. Phân ester nào sau đây trong dịch não hấp thu được sodium acetate? Thì sodium acetate là CH3COONa. Đúng không? Vậy thì đầu của cái anh ester đấy nó phải có dạng là CH3CO. Đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Ok, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Đúng rồi, skill xịn quá thì sập like là chuyện bình thường. Đôi khi những cái gì xịn sò quá dễ bị sập lắm. Đấy. Câu 14 ạ. Trypanmitin thì có công thức là gì ạ? Nào phải thật nhanh. Trypanmitin thì có công thức là gì ạ? Phải thật nhanh nào các bạn cùng comment. Phải thật nhanh câu 14 đáp án gì ạ? À, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi live ngày hôm nay của Thầy Minh. Thầy Minh rất là mong muốn tất cả bạn và các em có thể giúp Thầy Minh chia sẻ lại buổi học này và tác giúp Thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây. Và hơn nữa Thầy Minh cũng rất mong muốn tất cả các bạn và các em hãy bắn tim thật nhiều để ủng hộ Thầy Minh trong cái buổi học ngày hôm nay nhé. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần. Câu số 14 ạ, trypanmitin có công thức là gì ạ? Trypanmitin này C15H31COO tất cả 3 lần C35, quá đơn giản. Và bây giờ chúng ta sang câu số 15 ạ. Câu số 15 là một câu cực kỳ thú vị. Và với cái câu số 15 này, các bạn dùng công thức đi. Hỡi các thanh niên dùng công thức ơi, hãy comment xuống đây đáp án giúp Thầy Minh. Được không? Sao lại con đứa nó bảo là like phát lại? Ôi, chán không? Có bạn bảo like phát lại buồn thế nhỉ? Chịu. Đang like sống thì đã like là sống lại bảo like phát lại, chịu luôn đấy. Nào, câu 15 nào. Các bạn cùng quan sát. Các bạn đã từng thấy xem cái like này ở đâu chưa? Các bạn bảo like phát lại. Thấy mình đang like sống ở đây. Phải bảo like phát lại buồn quá. Nào bạn nào vừa nãy bảo like phát lại, bạn đã thả tim bù đi. Buồn kinh khủng luôn, buồn ghê gớm luôn. Hôm nay thì mình dạy xong 2 lớp offline. Xong thì mình phải phi thật nhanh về nhà để mà dạy các bạn nhá. Câu 15 ạ. Có bao nhiêu ester đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C6H12O2 ạ? C6H12O2 ạ. Nào anh nào ạ? Bây giờ chúng ta lại sử dụng skill Thầy Minh nhá. R1 cộng R2 bằng 5 đúng không? Vậy ta sẽ có 5 bằng này. 0 cộng 5 này, 1 cộng 4 này, 2 cộng 3 này, 3 cộng 2 này, 4 cộng 1 này. Bạn nào thích viết thì cứ viết nhá. Bạn nào thích viết thì cứ viết nhá. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 4 có 4, 5 có 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1 x 8 bằng 8. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 2 x 1 bằng 2. 4 x 1 bằng 4. 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2 cộng 4. 8, 4, 12. 12 cộng 4 là 16. 16 cộng 4 là 20. Đúng không ạ? Ở cái đề này thì mình lại gõ nhầm đáp án. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án E. 20 thì mình quên chưa sửa đáp án đấy. Một là lời... xin lỗi chân thành gửi đến tất cả các bạn và các em. Bởi vì cái đề này, cái đáp án bị lỗi. Do là Thầy Minh gõ lỗi đáp án. Được không ạ? Đấy. Rồi. Không hiểu được đâu. Các bạn xem mỗi buổi live ngày hôm nay, các bạn không hiểu được đâu. Những bạn nào mà không hiểu, vui lòng inbox cho tất cả các cái nền tảng mà các em đã và đang theo dõi trong cái buổi live này. Để sau đó Thầy Minh sẽ gửi video cho tất cả bạn và các em để bạn hiểu được cái phương pháp này nhá. Bạn không hiểu được đâu, phương pháp này làm sao bạn hiểu được?
Hiểu không ạ? Thì mình buổi ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn là cái có tồn tại một cái phương pháp tìm đồng phân nhanh như vậy trên đời. Vậy thôi. Đúng không ạ? Còn hiểu thì inbox cho thầy, thầy sẽ gửi link video cho các em. Và link video đây được trích từ khóa live VIP và trong tất cả các cái khóa học của thầy mình cho các em nhá. Nên là các bạn hãy cùng, không sợ, không phải là buổi học ngày hôm nay là thầy mình bắt các bạn đăng ký khóa học nhá. Thầy mình không bắt các bạn đăng ký bất kỳ một khóa học nào. Nhà bạn nào mà muốn thì có thể, bạn nào mà thực sự mà có nhu cầu muốn học hóa từ bản chất thì bạn có thể inbox cho tất cả các cái fanpage mà các bạn đã và đang theo dõi nhá, để mà được đăng ký khóa học, được các anh chị tư vấn viên tư vấn khóa học. Còn lại bạn nào muốn video free thì chỉ cần inbox thôi, thầy mình sẽ gửi cho các em, yên tâm nhá, uy tín luôn, Minh Myelin là uy tín đó. Ôi trời ơi, FB thầy là gì, Minh Myelin, search Minh Myelin là ra thầy nhá. Câu 16 ạ. Câu 16. Vẫn còn skill hay nữa đấy. Bạn nào buồn ngủ thì đi về. Câu 16 ạ. Câu 16 ạ. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm ethene propionate, propionate C2H5COOCH5 và ethene formate và ethene formate HCOO C2H5. Trong dịch NaOH thì thu được sản phẩm là gì? Cộng NaOH thì ta sẽ thu được là gì ạ? C2H5COONa, HCOONa và alcohol là C2H5OH. Vậy ta sẽ nhìn thấy đáp án chúng ta là thu được hai muối các em nhé. Ta thu được hai muối và một alcohol, đúng không ạ? Ta thu được hai muối và một alcohol. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu số 17 ạ. Câu số 17 ạ. Tristerin thì tên gọi là tên gọi nào chất béo dưới đây ạ? Tristerin là tên gọi nào của chất béo dưới đây ạ? Tristerin nhá. Con biết đáp án thật nhanh lên nào các em. Thật nhanh, thật mạnh mẽ lên nào. Câu 17 ạ. Tristerin là tên gọi chất béo nào sau đây? Nếu các em thấy các phương pháp của thầy mình hay và các em hiểu bài do thầy mình đang dạy thì hãy cộng một follower cho thầy mình với cái tên Minh Myelin. Và thầy tin chắc rằng cái việc mà các em follower thầy mình ấy thì sẽ không phải là một cái sự lựa chọn sai lầm của các em, mà đó là một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho tất cả các bạn và các em. Bởi vì trên mọi nền tảng thì thầy mình luôn luôn update tất cả mọi cái skill hay là mọi cái tài liệu cũng như mọi cái video để hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em học thật là giỏi hoạn. Được không ạ? Thì mình mong muốn rằng là chào Phúc. Ui giời, ra với thầy Phúc. Nào câu 17 ạ. Tristerin tên gọi chất béo nào rồi đấy? C17H35COO gì nhỉ? Thật nhanh nào. 17 đáp án gì ạ? Tristerin là tên gọi của chất béo nào rồi đây? C17H35CO tất cả 3 lần, C35 đáp án C ạ. Quá ngon ăn. Câu 18 ạ. Esternal. Câu 18, esternal. Nào ta có ạ, câu số 18 ạ, esternal đơn trước bạch khở. Công thức tổng quát là CnH2NO2. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 19 là một câu tính toán. Và các bạn nhìn thấy câu 20 sẽ là một câu mà thầy mình phô diễn một cái skill cực kỳ đẹp dành cho tất cả bạn và các em. Và ai muốn theo dõi cái skill ở câu số 20 thì hãy thả tim trước đi. Và thầy mình tin chắc rằng đây là một câu mà các em rất thích. Để giải được câu 19 này trước hết thì chúng ta phải có cái máy tính đã. Máy tính đâu? Đấy, cân đổ vân đâu? Cân đổ vân xuất hiện. Ố, sao máy tính lại nhảy ra cái này? Cân đổ vân cơ mà. Cân đổ vân cơ mà. Sao máy tính lại hiện ra cái này? Đợi chút để thầy bật máy tính lên. Đây rồi, máy tính rồi. Cân đổ vân. Đấy, gọi cân đổ vân là cân đổ vân ra ngay. Vừa nãy cân đổ vân hơi bị biến mất. Câu 19 ạ. Sa băng hóa 7,4 gam methinacetate CH3COO CH3 số mol là 7,4 chia 74 bằng 0,1. Được không ạ? Bằng 200ml dung dịch KOH, chúng ta tìm được số mol KOH bằng 0,8 nhân 0,2 bằng 0,16. Khó là khó dễ ạ. Cô càng thu được chất rắn khan thì ta chắc chắn ta sẽ thu được chất rắn là CH3COOK với số mol là tính theo đằng nhỏ hơn là 0,1. Và nhìn này thì trực quan ta nhìn thấy được luôn là KOH dư. Đúng không? KOH phản ứng có 0,1 thôi. Mà đây 0,16 chứ 0,1 thì còn dư 0,06. Vậy
ta sẽ có khối lượng của chất rắn khan. Đấy, khối lượng của chất rắn khan chính là khối lượng của CH3COK và KOH, đúng không ạ? Bây giờ mình bấm máy tính là xong. Cân đầu vân. Đấy, cân đầu vân đây rồi. 0,1 nhân mở ngoặc đơn CH3COK, CH3 là 15, CO là 44, K là 39. Cộng với KOH là 0,06 nhân với lại 56, đúng không ạ? Bằng bao nhiêu đấy ạ? 13,16 gram. 13,16 gram, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. 13,16 gram thì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Rất dễ dàng và rất đơn giản đối với tất cả chúng ta. Được chưa? Câu 20. Bao nhiêu bạn muốn hóng skill này của thầy mình? Bao nhiêu bạn muốn hóng skill này thì mình chấm cái để mình nhìn nào. Bao nhiêu bạn muốn hóng skill này? Chấm cái. Chấm cái để mình chiến đấu nè. Chấm cái để mình let go nè. 0,8M là nồng độ mol này em. CM bằng N trên V. Nào, câu 20 ạ. Chấm đi. Mạnh mẽ vào. Đây ạ, 20 ạ. Chiến nhá. Hầu hết các triglyceride trong tự nhiên đều chứa glycerol liên kết với hai hoặc ba axit béo khác nhau. Từ palmitic acid và stearic acid có thể tạo được tối đa bao nhiêu triglyceride khác nhau chứa đồng thời? Khác nhau này. Chứa đồng thời hai gốc acid này. Nhìn kỹ này. Có phải triglyceride là chúng ta có ba chỗ để cắm không? Đúng không? Tương với lại ba gốc không? Palmitic acid thì đặt nó là gốc số 1. Bạn nào không ngủ đi ngủ nha, chúc em ngủ ngon. Stearic acid thì đặt nó là số 2. Ở đây nói rằng là triglyceride khác nhau nhưng chứa đồng thời cả hai gốc, có nghĩa phải chứa đồng thời cả số 1 và số 2, có thể sẽ có 1 1 2 1 2 1. 2 1 bị trùng với 1 1 2 nhá. 2 2 1 2 1 2. 1 2 2 bị trùng với lại 2 1 nhá, quay 180 độ. Được không ạ? 4 C. VIP Pro chưa? Dã man con ngan không? Acid béo omega N, các bạn cần chú ý này. Trong khi đó N là vị trí xuất hiện liên kết đôi đầu tiên trong mạch carbon. Được chưa? Vậy này. Trời ơi, cái này nó bị nhảy sao ấy? Đây là A. Đây là B. Cái này bị nhảy đấy. Thì nhá, đây là 1, đây là 2, đây là 3, vậy A là omega 3. Được chưa? Còn B là 1 2 3 4 5 6, B là omega 6. Đây. A là omega 3, B là omega 6, B đúng. B đúng. Được chưa? Chất béo tạo bởi các axit béo AB dự đoán tồn tại ở trạng thái lỏng, nó đều là không no. Đúng không? Mà được tạo bởi từ các gốc axit béo không no thì nó lại làm sao ạ? Thì nó chắc chắn là tồn tại ở trạng thái lỏng rồi, 100% lỏng nhá. Đúng tiếp. Omega 3 và omega 6 là axit béo cần thiết cho cơ thể giúp phòng ngừa nhiều bệnh, đúng. Axit béo AB đều tham gia phản ứng với hai hydrogen dư ở điều kiện thích hợp theo cùng tỷ lệ mol là sai. Anh này mình nhìn thấy là có 3 nối đôi CC nên nó ăn là tỷ lệ 1:3. Anh này mình nhìn thấy có 2 nối đôi CC nên ăn tỷ lệ 1:2. Hai tỷ lệ khác nhau nên anh này sai. Câu này của thầy Minh là chọn phát biểu sai. Nhưng mà anh trợ giảng anh ấy cắt thiếu nên là thành là không có cái nào lựa chọn. Chứ còn chọn phát biểu sai thì phát biểu sai chúng ta là D nhá. Thiếu là thiếu cái đoạn câu là chọn phát biểu sai nhá. Sai chúng ta là D. Được không ạ? Ok không ạ? Câu 22 ạ. 22 ạ. Xa phong hóa hoàn toàn 8,88 gam. 22. Xa phong hóa hoàn toàn 8,88 gam. CH3COO. Nào. CH3. Xa phong hóa hoàn toàn 8,88 gam. CH3CO, CH3 bằng một lượng dung dịch KOH nóng vừa đủ. Vậy ta sẽ có này. CH3COO CH3. Chúng ta tìm được số mol các em nhé. Chúng ta tìm được số mol của CH3COO CH3 là bằng bao nhiêu? 8,88 chia cho 74 thì kết quả chúng ta là bằng bao nhiêu? 0,12. 0,12 bằng một lượng KOH đun nóng vừa đủ thì ta sẽ thu được cái gì? CH3COOK
Được không ạ? Vừa đủ nhá. Vậy muối khan ta lại tính theo 0,12 luôn. Vậy ta sẽ có là 0,12 nhân với phân tử khối. Là CH3 là 15 này, CO là 44 này, K là 39 này. Vậy là bằng bao nhiêu ạ? 11,76 gam. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 23 là một cái câu thí nghiệm mức độ vận dụng cao. Thực sự nó là thí nghiệm vận dụng cao. Và các em phải hiểu bản chất và các bạn phải theo dõi các cái buổi mà thí nghiệm của thầy mình thì các bạn mới hiểu được sâu được. Và sắp tới thì mình sẽ có một cái chuỗi về thí nghiệm nhá. Và các bạn chú ý theo dõi trên tất cả các kênh của thầy mình nhá. Dễ thôi, không có gì khó đâu. Đầu tiên các bạn lưu ý rằng là cái phản ứng ester hóa là phản ứng thuận nghịch. Bước 1 mới cho vào thì nó đồng nhất. Bởi bọn này đều tan vào nhau. Được chưa? Đây là phản ứng ester hóa. Thì dẫn đến nó là thuận nghịch. Làm lạnh sau đó rót 2 μ NaCl và bão hòa bóng nghiệm thì lúc này nó phân lớp. Được chưa? H2O4 đặc chỉ có đóng vai trò chất xúc tác cho phản ứng là sai. H2O4 đặc ngoài cái đóng vai trò là chất xúc tác cho phản ứng thì nó còn có một tác dụng nữa, đó là nó hút nước. Đúng chưa? H2O4 đặc nó háo nước mà. Nó sẽ kích thích cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận để mà tăng cái hiệu suất của phản ứng nhá. Nên là A sai, thiếu. B, mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm là sai. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa và trong này là để làm gì? Là để tách lớp cho ester nổi lên trên nhá. Sau bước 2 trong nghiệm vẫn còn alcohol và axit, đúng. Sau bước 3 chất lỏng trong nghiệm trở thành đồng nhất là sai. Thế mình vừa ghi phân lớp. Vậy đúng ở đây chúng ta là C kèm nhá. Câu 24. 24 là một câu tính toán nữa và đây là một câu tính toán mức độ vận dụng. Tất cả các bạn học sinh của thầy Minh thì đều làm ở những câu này nhá. Câu 24. Nhưng mà có rất nhiều bạn bị nhầm câu này, thế nên là câu này được thầy đưa vào đây. Nếu mà các bạn mà muốn đạt được khoảng độ tầm là 10 trên 14 câu của đề HSA thì các bạn cần phải làm được câu này với tốc độ cao. Một loại lipid có thành phần và phần trăm số mol tương ứng là tương đây. Ta sẽ có là số mol của glycerol là 138 chia cho 92. Số mol. Cân ở phân 138 chia 92 ta sẽ ra được số mol 1,5. Đúng không? 1,5. Được chưa? Thành phần phần trăm số mol tương ứng triolein nhá, triolein C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. 50% triolein vậy là 1,5 nhân 50% bằng 0,75. Tripalmitin C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Tripalmitin 30% của 1,5 vậy ta sẽ có là 1,5 nhân với 0,3 thì bằng bao nhiêu đây ạ? Bằng 0,45. Và tristearin này của chúng ta nó là bao nhiêu đây ạ? C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Số mol đó. 1,5 nhân 0,2 bằng 0,3. Thực ra thì bạn nào giải chậm thì phải viết phương trình đấy. Còn với học sinh tiến binh thì không phải viết đâu. Anh này cộng NaOH. Thầy ghi cho bạn yên tâm thôi. Để tạo thành glycerol C3H8O3. Và xà phòng đúng không? À, và M-gam lipid. À, thế M-gam lipid là xong rồi. Xà phòng hóa M-gam lipid trên thì đây là xong rồi còn gì nữa. Bấm máy tính cái là xong. Đúng không ạ? Giá trị của M-gam lipid. Ok, chưa có thể tìm được luôn nhá. Ta sẽ có là 0,75 này nhân với là bao nhiêu? Phân tử khối của triolin là 884. Tripalmitin là nhân với 806. Tristearin là 890. Thế là xong. Bấm máy tính phèo cái là xong. Dễ không các em? Dễ không? Thực sự dễ đúng không ạ? Thực sự dễ đúng không ạ? 0,75 nhân với 884 cộng với 0,45 nhân với 806 cộng với 0,3 nhân với lại 890. Kết quả chúng ta bằng 1292,7. 1292,7 với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nha. Câu số tiếp theo là câu số 25, một câu cũng rất rất hay. Các bạn có thể cùng comment đáp án câu 25 với thầy mình được không? 92 là phân tử khối của glycerol em nhé. Bởi vì đề bài cho khối lượng glycerol nên mình sẽ đi xác định phân tử khối của glycerol. Câu 25 ạ. Công thức chung của ester no
đơn chức mạch hở là CnHNO2 n lớn bằng 2 đúng. Isoamin-acetate có mùi thơm chuối chín đúng. Lipid là các triester của glycerol và các axit béo đúng. Mỡ động vật chứa chủ yếu các chất béo không no. Mỡ động vật là chất béo rắn thì phải là no chứ không phải là không no. Sai. Hydrogen hóa hoàn toàn chất béo lỏng bằng H2 thu được chất béo rắn đúng. Vậy mình sẽ có 1 2 3 4 4 tổng cộng 4 phát biểu đúng. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. Câu 26. Câu 26 là một cái câu cực kỳ chất của thầy mình nhá. Câu 26 là một câu cực kỳ chất của thầy mình. Đun nóng glycerol với hỗn hợp gồm 3 axit béo thì có thể thu được tối đa bao nhiêu chất béo? Đấy, có bạn bảo câu này quen quen, chứng tỏ là đã học thầy mình rồi. Nào, đun nóng glycerol với hỗn hợp 3 axit béo. Thế bây giờ mình làm nhanh nhá. Đặt anh này là 1, đặt anh này là 2, đặt anh này là 3. Ta sẽ có này, 3 anh giống nhau, 1, 1, 1. Thì ta sẽ có 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nên là sẽ có 3. 2 anh giống nhau, 1, 1, 2. Ta sẽ có 1, 2, 1. 1, 1, 3. Ta sẽ có 1, 3, 1. Đây là 2 anh 1 giống nhau. Ta còn 2 anh 2 giống nhau và 2 anh 3 giống nhau. Mình còn có 4 nhân 3. 3 anh khác nhau thì ta sẽ có là 1, 2, 3, 1, 3, 2 và 2, 1, 3. Ta có thêm 3 nữa. Vậy ta có tổng cộng là 3 cộng 12 cộng 3 bằng tổng cộng 18. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Được không ạ? Thì mình xin nhắc lại một lần nữa là bạn nào muốn làm chủ được phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh này của thầy Minh, chọn bộ toàn bộ tìm đồng phân siêu nhanh của Esther, thì các bạn có thể vui lòng inbox cho thầy Minh ở trên tất cả các nền tảng các bạn đã và đang theo dõi live này của thầy Minh. Được chưa? Lát nữa live xong thầy Minh sẽ gửi cho từng bạn cái link video để mà các bạn làm chủ được tất cả các phương pháp này. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Chúng ta sang câu 27. Không phải ai cũng đủ khả năng để làm được những cái câu như câu 27 này. Và chỉ có học sinh thầy Minh thì khi nhìn thấy những câu như 27 này mới không bị run sợ và chọn được đáp án đúng. Và hơn nữa, ở những cái câu như câu 27 này là những câu điền đáp án, đôi khi nó còn khiến cho tất cả các bạn và các em cảm giác thấy rất là sợ sai. Bước 1, cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5g mỡ lợn và 10ml dung dịch nào mắt, đun nhẹ hỗn hợp khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, rót NaCl bão hòa. Ý A, sau bước 3 thấy lớp chất rắn nổi lên là glycerol. Sai, chất rắn nổi lên nó là sản phẩm. Vai trò của dung dịch NaCl bão hỏa, bước 3 là tách muối natri. Sai từ natri, nhiều bạn chọn đúng. Bây giờ chúng ta không còn gọi Na là natri nữa mà chúng ta gọi Na là sodium, nên B sai. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất hỗn hợp bị tăng cạn khô thì phản ứng không xảy ra, đúng. D, ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm vẫn xảy ra tương tự, đúng, bởi vì mỡ lợn và dầu dừa là chất béo như nhau. Trong công nghiệp phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol, đúng. Vậy chúng ta tổng cộng chúng ta có 3 phát biểu đúng, nên chỗ này chúng ta sẽ điền là 3. Thế mình nghĩ rằng là câu này sẽ có rất nhiều bạn chọn là 4, bởi vì các bạn quên mất là các bạn vẫn đọc Na là natri, nhưng bây giờ Na không còn đọc là natri nữa, Na đọc là sodium. Câu 28, một câu rất hay. Câu này về điều chế thuốc nhá. Chúng ta phải có một cái level đỉnh cao thì chúng ta mới làm được cái câu này. Câu 28. Thế mình cũng hướng dẫn các bạn cách tuyệt chiêu bấm máy tính nhá. Phải bấm máy tính mới giải được câu này thì chúng ta mới ăn trọn điểm được. Cái đoạn đầu tiên không quan tâm, thì quan tâm hiệu suất phản ứng là 90%. Sản xuất lô thuốc gồm 5,4 triệu viên nén, mỗi viên chứa 500 mg. Bây giờ mình sản xuất một viên ấy. Mình tách một bài toán to thành một bài toán nhỏ, sản xuất một viên thì chứa 500 g aspirin, thì ta tìm một số mol của aspirin. Nó sẽ bằng là 500 mg là 500 nhân 10 mũ trừ 3g chia cho phân tử khối. Được chưa? Thì đây là aspirin đây. Mình bấm phân tử khối ạ. Phân tử khối của chúng ta bằng bao nhiêu? 15 cộng 44 cộng 12 nhân 6 cộng 4 cộng với 45 ra phân tử khối aspirin 180. 180, 500 nhân 10 mũ trừ 3. 500 nhân 10 mũ trừ 3 chia 180 ra số mol luôn đấy. 1/136, mình nên để phân số luôn bởi vì mình điền 1/360. Được không ạ? Đây bài hỏi chúng ta rằng là để sản xuất một lô aspirin thì cần khối lượng salicylic acid, mình chỉ để ý đến salicylic acid thôi. HOC6H4COOH
ra được aspirin. Đúng không? Aspirin, ASP. À, hiệu suất phản ứng là 90% là 0,9. Vậy ta có số mol là 1/360. Được chưa? Anh này cũng sẽ là 1/360. Các bạn phải nhớ skill của thầy Minh ạ. Thuận thì nhân, nghịch thì chia. Thuận nhân, nghịch chia. Thuận nhân hiệu suất, nghịch hiệu suất. Đây chia cho 0,9. Được chưa? Thế là 1 chia 360 chia cho 0,9 là ra được số mol của salicylic. Chia 0,9 là ra được số mol của salicylic acid nha. Được chưa? Nhân với phân tử khối của salicylic acid này là HO là 17 cộng C6 là 12 nhân 6 cộng 4 cộng 45 cộng 45. Thế là ra khối lượng của salicylic acid để sản xuất một viên nhá. Rồi nhân với 5,4 triệu viên. Triệu này, cẩn thận thầy Minh mắt lé nha. Đúng rồi, đây là 5,4 triệu bằng. Được chưa? Đây là 2,3. Đấy, vậy khối lượng nó là 2,300,000 gram này. Thì tương đương với là 2,300 này kg này. Tương đương với là 2,3 tấn. Được chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta là khối lượng aspirin chúng ta cần dùng đó là 2,3 tấn. Đúng chưa? Đúng chưa? 2,3 tấn nhá. Ngon lành luôn. Ngon lành cành đào luôn. Ấm áp luôn. Đúng không em? Được các bạn, em dùng cái gì cũng được. Em dùng cái gì cũng được, miễn là đáp án đúng là được nhá. Cái này thực ra nếu mà là thực sự, nếu mà các bạn học sinh của lớp thầy Minh ấy, thì các bạn bấm máy tính vèo phát là xong nhá. Thực sự nếu là các bạn là học sinh team của thầy Minh Berlin ấy, các bạn bấm máy tính vèo cái là xong. Được không ạ? Nào, xong chưa? Xong chưa? Xong chưa các em? Nào, câu 29 ạ. Nào, câu 29 ạ. Câu 29 ạ. 29 ạ. 29. Một loại chất béo có chứa 80%. Nào, một loại chất béo có chứa 80% triolin về khối lượng xà phòng hóa an toàn 22,1 kg chất béo này trong dịch não hấp thu được, thu được x bánh xà phòng. Biết rằng mỗi bánh xà phòng thì chứa 60g sodium oleate. Sodium oleate là C17H33CONa. Được không ạ? Bờ mình phải đổi về gam. 22,1 kg thì bằng 22100g. Đúng không? Vậy ta sẽ tìm được số mol của triolin. Triolin là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Thì bây giờ anh này cộng này, cộng NaOH thì ta tạo thành C17H33COONa. Đúng không? Ra 3 anh này cái gì? Cần 3 anh này. Đúng không? Vậy ta cần tìm được số mol của triolin. 22100 đề bài nói chỉ chứa 80% thôi, nhân 0,8. Phân tử khối của triolin là 884. Đúng không ạ? Vậy mình suy được số mol của sodium oleate. Nhân 3 lên. Ở đây có cho hiệu suất không? Không có hiệu suất, vậy là 3 nhân với 22100 nhân 0,8 chia 884. Được chưa? Ta sẽ có này. 3 nhân với 22100 nhân 0,8. Được chưa? Chia 884. Được chưa? Ra 60. 60 mà chia cho 60. 60 mà chia cho 60 1 gram. Không phải đâu. Không phải đâu. Cẩn thận không bị bấm nhầm đấy. Cẩn thận không bị bấm nhầm đấy. 2,1 kg chất béo thì bằng 22100. Đúng không? 2,1 kg mà 22100g. 2100 này nhân với 0,8 này nhân 3 này. Đúng không? 2100 này nhân 0,8 này. Đúng chưa? Chia 884 này nhân 3 này bằng 60. Thế là đây là 60g còn gì nữa. 60g thì x bằng mấy? 1. 1 bánh xà phòng. 1 bánh xà phòng. Ôi dồi ôi. Thế sao sản xuất được ít thế? À, có sai đâu không? Bấm lại nhé, bấm lại xem sai đâu. 221 này 00g này. Được chưa?
chứa 80% triolin về khối lượng thì nhân với 0,8 nhá. Thế là khối lượng này chia cho 884 là ra được 20 này. Được chưa? Nhân 3 này, đây mới chỉ là số mol thôi, đừng để bị lừa nhá. Đây là 60 mol. Được không ạ? Bây giờ mình tìm về số gam thì phải nhân lên phân tử khối nữa. Nhiều đứa tổ 1. 60 nhân với phân tử khối, 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67 bằng, rồi lại chia cho 60 gam sodium molybdate. Ôi trời, đứa nào biết thì biết thừa nó là bằng bao nhiêu? 304. Đúng chưa? Sodium molybdate 304 các em nhé. 304, đừng để bị lừa. Câu 30 ạ. Câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay cũng là câu bót nhất, là câu khó nhất. Và thì mình nghĩ rằng là cái câu này nó sẽ có rất rất nhiều ở bên trong tất cả các cái đề mà các em đã và đang được học HSA, APT hay là kể cả Trung học phổ thông quốc gia nha. Bạn cùng theo dõi câu 30, một câu rất hay. Hỗn hợp E gồm 4 ester đều công thức là C8H8O2, C8H8O2, đây là một cái mức độ vận dụng cao và nó có ở trong đề HSA rất nhiều năm nay rồi. Cho 16,32 gam E, ta tìm được số mol ạ. 16,32 chia cho 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 0,12 mol. Tác dụng tối đa với NaOH đun nóng. Thu đổi hỗn hợp X gồm các alcohol và hỗn hợp X gồm các alcohol nhá. Chú ý X chỉ gồm alcohol thôi. Và muối. Khối lượng muối là 18,78. Được chưa? Cho toàn bộ X là toàn bộ alcohol này vào bình đựng Na dư. Sau khi phản ứng xảy ra thì khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 so với ban đầu. Thì vào bình đựng Na dư thì chắc chắn có H2 bay lên. Đúng không? Vậy ta có là khối lượng chất rắn tăng chính bằng M vào trừ M ra. Đúng không? M vào bình là M alcohol. M ra khỏi bình chính là MH2. Đúng không ạ? M vào bình là M alcohol, còn M ra khỏi bình là MH2. Đúng không? Rất đơn giản, dễ dàng. Thế thì với cái bọn mà C8H8O2 này thì nó chỉ có mình biết thừa là đây nó có vòng benzen thì mình phải nghĩ ngay đến là nó có khả năng là có ester phenol. Còn nếu mà không có ester phenol thì mình biết luôn rồi, áo mắt bằng với lại C8H8O2 thì mình giải xong rồi, chẳng cần phải nói gì nhiều. Đúng không? Nên mình nghi ngờ nó sẽ có ester của phenol và ester của alcohol. Đặt số mol ester phenol là A thì số mol ester alcohol là B. Ta có ester alcohol là B thì alcohol bằng số mol ester của alcohol là B. Được không ạ? Số mol ester của alcohol là B thì ngay tức suy ra số mol H2, bởi vì chắc chắn đây là O2 nên là ester đơn chức, nên alcohol là alcohol đơn chức, nên số mol H2 nó sẽ là 0,5B. M chất rắn tăng là 3,83. Vậy đến đây mình sẽ tìm được khối lượng của alcohol sẽ bằng là 3,83 cộng với 3,83 cộng với khối lượng H2. Khối lượng H2 là bằng 2 nhân 0,5B. Vậy là bằng 3,83 cộng B. Đây chính là khối lượng của alcohol nhá, 3,83 cộng B. Thế mình biết được khối lượng của alcohol là 3,83 cộng B rồi. Mà đây là ester mà có cả của ester phenol nên chắc chắn có H2O, số mol H2O bằng số mol ester phenol là A. Đến đây giải hệ là sao? Ta có hệ phương trình. Đầu tiên là bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng của ester cộng khối lượng NaOH bằng khối lượng của alcohol cộng khối lượng của muối cộng khối lượng của H2O. Thay số ta sẽ có này. Khối lượng của ester là 16,32 gam cộng khối lượng của NaOH. Khối lượng NaOH chúng ta tìm được nhé. Khối lượng NaOH này, amon ester phenol thì phản ứng với 2 amon Na,
ester ango thì phản ứng với lại b mol, vậy là 2A40 nhân với 2A cộng B, đúng không? Thì bằng khối lượng của alcohol là 3,83 cộng B cộng khối lượng của muối là 18,78 cộng khối lượng H2O là 18A. Được chưa? Dễ không? Và mình còn một phương trình nữa là A cộng B bằng 0,12. Mình bấm máy tính, mình giải cái hệ này là mình ra AB. Thế là ấm 912. Ta có A này, B này, 0,12 này. Xong một cháu nhá. Tiếp tục này. 40 x 2 là 80A này. Trừ đi 18A này. Bằng này, B này, 40B này. Trừ đi 1B này. Đầu kia này, 18,78. Phải. Các bạn nhìn cho thầy có bị bấm sao nhá. Bạn dò thầy nhá, 18,78. Trừ đi cộng với 3,83 trừ đi 16,32 bằng. Đấy, ta có A bằng 0,07. B bằng 0,05. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của V là thể tích của NaOH. Vậy 2A cộng B sẽ bằng 0,07 nhân 2 cộng 0,05 bằng 0,19. 0,19 mà chia cho 1m thì bằng 0,19 lít, tương ứng với lại 190ml. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Nha. Đây là một câu rất hay mà thầy mình nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện rất rất nhiều ở bên trong các cái đề thi của tất cả các bạn và các em. Rồi. Cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay cùng thầy mình. Bạn nào muốn đăng ký khoa học thì hãy vui lòng inbox cho thầy mình, bởi vì đang có rất nhiều cái ưu đãi hấp dẫn dành cho tất cả các bạn và các em muốn sở hữu tất cả các skill của thầy mình nhá. Được không ạ?